Rồi, tôi chào anh em. Thì post từ Mỹ về bao gồm có một máy, một pin 4A và một sạc. Sạc này điện 120V. Hàng này là hàng nội từ Mỹ về. Pin này là pin core 4A. Pin siêu là mát ha anh em. Pin này có báo hở pin. Báo hở pin ha. Báo pin. Và nó là pin core 4A. Rồi, sạc điện 120V và một cái máy. Máy này có 3 chức năng. Đầu kẹp Autolock 13, đầu sách. Nó có cấp độ trượt 3 chức năng nha anh em. 20 cấp độ trượt thì nó là GSP18535. Anh em đang xem thì nó là 4 triệu một combo. Bao gồm có một máy, một pin, một sạc. Một sạc, một pin, một máy. Cái này anh em đi làm công trình thoải mái luôn. Nó và cái này nó mở ra chức năng OK và anh em chống lật tay luôn. Nó rất là hay ha. Hãng Việt Nam thì nó không có mở ra cái này. Rồi thì đầu sách Autolock 13 và nó có móc đeo. Nó cũng vừa phải, nó cũng không có nặng lắm ha anh em ha. 1,2 kg bao gồm có máy và pin. Tốc độ của em này nó lên đến 1.900 vòng trên phút, hở không chữa than. Rút led nè anh em, rút led motor không than. Chống lật cổ tay, bóp cò. Rồi những anh em quan tâm liên hệ 0962232180. Rồi em Tùng test tới cấp độ trượt. Cấp độ trượt vừa cơ và vừa anh cò luôn ha. Rồi lên xíu, lên xíu nữa. Cái này nó dòng là dòng của chuyển qua búa đây. Búa đây ha anh em ha. Khoan tường, khoan bê tông. Ok luôn. Nhanh, chậm. Quan tâm liên hệ 0962232180. Cảm ơn anh em.